Thưa quý vị, năm nay do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến tâm lý của khách du lịch nên thị trường tour Tết cũng có nhiều thay đổi. Không còn những tour du lịch Tết nước ngoài, thị trường du lịch nội địa cũng đã bắt đầu sôi động trở lại. Nhằm làm phong phú thêm các chương trình tour, nhiều doanh nghiệp đã sáng tạo các không gian trải nghiệm du lịch Tết vừa mang đậm bản sắc văn hóa, vừa mang đến những điều mới mẻ cho du khách. Ngôi nhà ngói đỏ với đôi câu đối Tết. Những bông hoa đào bung nở bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Một không gian Tết xưa ngay giữa lòng Hà Nội. Du khách đến đây còn có thể được tự tay gói bánh chưng truyền thống cùng sự dẫn dắt của những nghệ nhân lành nghề. Tour du lịch này đã khiến không ít du khách thích thú. Tết cổ truyền của chúng ta đã thay đổi, hiện nay thì mọi người đang theo những xu hướng Tết hiện đại hơn. Thế nhưng mà đối với những người trẻ thì những cái Tết xưa, Tết cổ truyền thì luôn mang một cái màu sắc, một cái màu thời gian rất là riêng biệt. Và bản thân của tôi thì rất là muốn được khám phá và được trải nghiệm những cái nét cổ xưa đó. Đó là một trong những điều thú vị. Sống ở cái thời hiện đại ấy, nào cũng chỉ lo để đi kiếm tiền thôi mà không được sống lại những cái cảnh như thế này. Thì mình thấy được quay được cái tour như này, mình thấy rất là vui vì mình được sống lại cái phong cảnh Tết ngày xưa, được ngồi gói bánh chưng, được ngồi luộc bánh chưng, thì cảm thấy rất là thú vị. Không gian Tết xưa được tái hiện trong khuôn viên của tổ hợp công viên nhỏ tại An Dương, Tây Hồ, Hà Nội, với mong muốn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách đến với thủ đô. Thưa ông, xu hướng du lịch Tết năm nay là như thế nào và lý do vì sao mà những tour du lịch Tết trải nghiệm những không khí Tết ngày xưa lại ngày càng được du khách lựa chọn? Năm nay thì đặc biệt bởi vì ảnh hưởng Covid cho nên là các cái tuyến tour du lịch sẽ không đi nước ngoài được và du khách sẽ ngại phải đi xa, mà du khách sẽ lựa chọn những cái sản phẩm du lịch gần, dễ đi, dễ tổ chức, dễ thực hiện. Thế thì với chúng tôi, với cái lợi thế là quản lý cái tổ công viên nhỏ này, thì chúng tôi đã muốn tái tạo một không gian Tết xưa và đưa cho du khách trở về một cái không gian, tìm đến những cảm xúc về một ngày Tết ngày xưa với những cảnh quan của một cái ngôi nhà của đồng bằng Bắc Bộ, cái không khí đón Tết, không khí chuẩn bị ngày Tết của đồng bằng Bắc Bộ, và làm sao mà du khách được cảm nhận được tất cả các yếu tố về giác quan, từ trực giác, từ khứu giác, từ thị giác, được trong một cái không gian để làm sao mà tìm lại cảm xúc của một cái ngày xưa. Thì đấy là cái mà chúng tôi muốn tái tạo lại để thu hút du khách. Thưa ông, vậy những công ty du lịch như bên công ty của ông thì sẽ có những cái sự thay đổi như thế nào trong chương trình tour để có thể tạo cho du khách những chương trình hấp dẫn hơn trong mùa du lịch Tết năm nay? Thì chúng tôi đưa ra một số các sản phẩm tour Tết. Thứ nhất đó là tour Tết dành cho du khách Hà Nội, du khách người miền Nam ra Hà Nội và đặc biệt người nước ngoài đến với Hà Nội, tức là một cái hành trình trải nghiệm cái Tết của Hà Nội. Thì có 3 cái dòng sản phẩm tour, tức là dòng sản phẩm tour đón Tết Hà Nội, tức là sẽ đưa cho khách đi thăm chợ hoa, đi tìm hiểu về cái việc mà chuẩn bị dọn dẹp cho Tết của những người Hà Nội, nhà Hà Nội như nào, thậm chí là có thể tái tạo một cái bữa ăn chiều 30 cho du khách. Cái thứ hai là dòng sản phẩm tour du lịch là ngày mùng 1 Tết. Đó sẽ là sẽ du khách có thể là sẽ một cái hôm tây vào thăm những cái ngôi nhà ở Hà Nội, đặc biệt trên phố cổ, những cái nhà các nghệ nhân đón khách. Theo các đơn vị lữ hành, sức mua tour dịp Tết Tân Sửu đã gia tăng đáng kể trong 2 tuần trở lại đây. Phần lớn du khách đến đặt tour là các gia đình trẻ hoặc đi theo nhóm nhỏ. Tết, nhưng giá tour nội địa năm nay giảm từ 15-30% so với Tết năm ngoái. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, du khách chỉ còn lựa chọn duy nhất là du xuân nội địa. Theo đó, các đơn vị lữ hành đã và đang dồn sức nâng chất dịch vụ, tập trung tối đa các nguồn lực để tận dụng và khai thác tiềm năng du lịch trong nước. Đặc biệt trong cái thời gian Tết, lượng khách có thể tăng lên đến 40-50% so với bình thường. Và đồng thời là các doanh nghiệp du lịch thì cũng đã rất tập trung vào khai thác cái thị trường khách này. Hiện lượng khách đặt tour đến một số điểm ở Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Phú Quốc tăng đột biến so với những địa phương khác. Trong khi đó, một số điểm đến ở miền Trung vẫn gặp khó trong việc đón khách trở lại sau đợt dịch bùng phát lần 2. Ví dụ khách từ miền Nam đi ra miền Bắc năm nay thì rất là lớn hơn mọi năm. Bởi vì có thể là tôi thấy là ở miền Bắc năm nay là tốt hơn là mọi năm này. Cái giao thông đầu tiên là mình nhìn thấy giao thông rất thuận tiện, rất là tốt. Thứ hai là cung cách phục vụ các dịch vụ cũng tốt nữa, và cái đặc biệt cái giá thành cũng cạnh tranh. Theo các chuyên gia, thị trường du lịch nội địa đã được khởi động khá nhộn nhịp từ dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch vừa qua. Với công suất phòng đạt 90-100% tại nhiều điểm đến nổi tiếng, những diễn biến khởi sắc đó cho thấy
Hiệu quả của các chính sách kích cầu quyết liệt của các địa phương và sự nhập cuộc tích cực của các doanh nghiệp du lịch. Và mùa du lịch Tết Tân Sửu tới được xem là cú hích quan trọng để ngành du lịch Việt phục hồi sau hai đợt dịch.